Hey, welcome back mọi người đến với kênh giải trí của Đồng Phong TV. Lại là Hào đây. Narciso Rodriguez, một cái tên mà Hào sure 100% luôn là các chị em mà có sử dụng nước hoa dù ít hay là nhiều thì cũng đã từng sử dụng qua và đã có biết đến cái tên thương hiệu này rồi ha. Đây, em Narciso For Her EDP này đây, một trong những nước hoa quốc dân của các chị em luôn á. Hào biết luôn đó là tầm 8 hoặc là 9 trên 10 người đều có sử dụng cái em này luôn. Một điều mà thấy hơi buồn một tí đó là thương hiệu này còn có ra những cái dòng nước hoa khác dành cho nam nữa. Tuy không nhiều nhưng mà rất là chất lượng luôn và họ cực kỳ highly recommend. Tuy nhiên thì đáng tiếc đó là không được nhiều người biết đến lắm. Cho nên hôm nay họ sẽ review tất tần tật 5 chai nước hoa từ bộ sưu tập nước hoa nam của nhà Narciso Rodriguez cho mọi người nha. Let's go. Và hôm nay thì Hà sẽ giới thiệu cho mọi người 5 chai nước hoa từ bộ sưu tập nước hoa nam của Narciso Rodriguez. Xin lỗi mọi người nhưng mà trên bàn mọi người chỉ thấy có 4 chai thôi ha. Có một chai đó là phiên bản EDT, cái phiên bản OG đầu tiên luôn á, thì Hà không có ở đây cho nên Hà sẽ phép review thôi. Và mọi người có thắc mắc về cái ngoại hình nó ra sao thì Hà sẽ quăng một cái hình lên màn hình ha. Đầu tiên thì mình có sẽ là phiên bản For Him EDT nè. Tiếp theo mình sẽ có chai màu nâu, đó chính là EDP Intense. Và tiếp theo ba chai còn lại sẽ là thuộc dòng Plonor. Thì mình có đầu tiên đó là phiên bản gốc, đó là Plonor Eau de Toilette EDT. Sau đó mình sẽ có phiên bản Eau de Parfum. Và cuối cùng là mình sẽ có phiên bản ra mắt gần đây nhất, đó chính là Plonor Eau de Toilette Extreme. Và mình sẽ bắt đầu với lại phiên bản For Him EDT trước nha. Thì em Narciso Rodriguez For Him EDT được ra mắt vào năm 2007. Thì em này hồi trước Hào mua tầm khoảng 4 hoặc là 5 năm trước gì đó. Nhưng mà thật sự là rất là ít xài cho nên là cuối cùng Hào là quyết định pass em đó đi mất tiêu rồi. Và các nô hương chính sẽ bao gồm đó là xạ hương nè. Nói đến nhà Narciso thì chắc chắn dù nam hay là nữ thì vẫn không thể thiếu xạ hương được. Mình có xạ hương, lá violet và cuối cùng đó là patchouli, đó chính là cỏ hắc hương. Và em này thì tổng quan thấy cái mùi hương từ đầu tới cuối, cái nốt hương bản thành phần rất là đơn giản cho nên là mùi hương từ đầu tới cuối thì thấy nó khá là giống nhau, không có sự biến chuyển nhiều lắm. Thì mình có cái mùi lá violet nè, nó mix với lại cái mùi xạ hương nữa, cảm giác cái mùi rất là sexy, ấm áp. Và trong đó nó kiểu nó có một cái vibe hơi kiểu earthy, mùi đất, nó hơi lạnh lùng, ấm ướt, lạnh lùng một tí nhưng mà trong cái lạnh lùng nó vẫn có một cái gì đó gọi là bí ẩn và mời gọi với lại là gần gũi nữa. Vừa rồi cũng là cái lý do mà nhiều người, rất là nhiều người trên Fragrantica cũng như là các trang mạng review khác dành cho em này có những lời rất là có cánh. Họ kêu nó là mệnh danh nó là một trong những chai nước hoa mà best để mà sử dụng khi mà những dịp trời mưa ha. Có một điều là họ thấy nó hơi khá là mắc cười, đó là họ so sánh cái mùi này giống như cái mùi của một cái vỉa hè xi măng mà sau khi trời mưa á. Hào thì cá nhân Hào không có thấy cái sự liên kết nó hợp lý lắm, nó không thấy giống lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì Hào khá là thích cái em này. Và nói chung em này cũng không có nhiều người biết đến á. Thì Hào sau này Hào pass để Hào mua lại một cái chai khác, đó là chai Girl của ca sĩ Pharrell Williams. Thì Hào thấy cũng mùi cũng khá là giống, nhưng mà chai Girl thì nó mùi nó gỗ nhiều hơn ha. Và bây giờ tiếp đến tới chai thứ hai, đó chính là EDP Intense, phiên bản For Him EDP Intense ha. Thì từ EDT qua tới em EDP này thì thấy thật sự là mùi khác hẳn luôn. Thì các nốt hương của nó sẽ bao gồm đó là xạ hương nè, một lần nữa xạ hương, mình có hoa iris là hoa diên vĩ và cuối cùng là hương tiêu. Trong này cái mùi hương nổi bật nhất sẽ là hoa iris, nhưng mà tuy nhiên nó không có giống với là cái mùi nước hoa iris mà Hào hay review, Hào hay nhắc đến cho mọi người trong những cái chai mà Hào rất là thích, giống như là mình có Valentino Uomo Intense hay là Dior Homme hoặc là Prada Homme chẳng hạn. Trong những cái chai đó thì cái mùi iris nó đi theo cái hướng đó là cái mùi nó giống như độ make up á, nó người ngọt ngọt, nó hơi giống đồ như thỏa son đồ á. Trong này nó không phải, bên này hoa iris mùi nó Hào cảm giác nó hơi soapy, nó giống như kiểu cái bánh xà phòng á, nó tạo một cái vibe rất là sạch sẽ. Hồi đầu á Hào đọc review của em này mọi người rất là khen nó là best nhất trong của nhà Narciso luôn, mùi kiểu như nó sexy nè, nó là kiểu là tròn trụi, nó da thịt luôn á. Nói chung là thấy rất là so hot đó. Lúc mua về thì rất là háo hức, nhưng mà khi mà xài được vài lần thì Hào kiểu bị có gọi là second thought. Nhưng chung là Hào bị phân vân về em nó, bởi vì cái gu ăn mặc hờ đó của Hào thì vẫn còn gọi là t-shirt, nói chung là màu mè với lại nó short, mặc quần ngắn rồi nữa, nói chung là nó rất là basic, nó hơi casual á. Còn cái em này Hào thấy cái vibe nó rất là đứng đắn nè, trưởng thành. Và nói về độ bán tỏ của em EDP Intense này thì Hào thấy nó cũng xem với lại cái chai EDT thì bán nói chung cũng tầm khoảng 4 tiếng rưỡi trên da Hào, và nó tỏ thì cũng một cánh tay đổ lại thôi chứ không có nhiều lắm. Và đó là phiên bản EDP Intense ha. Ok, và tiếp theo mình có ba chai đến từ cái line đó là Plonor của nhà Narciso này luôn. Thì mình có phiên bản EDT
EDP và cuối cùng đó là EDT Extreme. Thì Hào thấy tổng quan nó là ADN của cái line này á, thì mình có các nốt hương chính sẽ bao gồm đó là xạ hương nè, again xạ hương, và mình có vetiver là cỏ hương bài, và cuối cùng là mình có gỗ, và cụ thể hơn ở đây là hình như là gỗ tuyết tùng cedarwood. Khi mà so sánh cả ba em á, thì họ thấy cái em phiên bản EDT này cũng là phiên bản họ thích nhất, thì nó sẽ là cái mùi ấm áp nhất, nó có nhiều cái hương vị gỗ nhất ở trong này, và cái mùi rất là nịnh mũi cực kỳ luôn, có thể sử dụng quanh năm suốt tháng luôn á, mà đi chơi, đi hẹn hò, đi làm đâu cũng được hết, rất là chuyên nghiệp và rất là manly. Và qua thông bằng EDP thì họ thấy nó khá là giống với phiên bản EDT, tuy nhiên á, thì nó giống thì nếu mà so cho một con số thì họ sẽ cho nó là tầm khoảng 70%, thì nó giống cỡ cái mùi gỗ và cái mùi vetiver, và nhưng mà tuy nhiên cái điểm twist của nó sẽ nằm ở cái lúc mà mình mới xịt ra, cái tận hưởng đầu hay cảm giác nó fresh hơn, nó có citrus nhiều hơn một tí, kiểu nó hơi soapy á, nó hơi soapy, nó giống kiểu xà phòng sữa tắm vậy đó, giống như sữa tắm nó fresh, nó rất là fresh, và nó điểm khác nhau ở cái EDP và EDT ha. Và khi mà mình qua tới phiên bản EDT Extreme á, thì họ cảm giác hơi kiểu hụt hẫng á, nói chung là sử dụng từ là hụt hẫng, bởi vì cái giống như cái này là 100%, qua tới cái này thì hồi nãy họ nói là giống 70% với bản gốc, thì qua tới em Extreme thì nó giống tầm khoảng 30-40 thôi à. Khi mà mới xịt ra thì họ cảm giác một cái vibe nó giống với lại như là các kiểu deodorant, gọi cái loại là khăn lăn khử mùi, mà theo cái tông mùi đó là citrus nè, fresh, manly, giống như mình có là YSL, cái chai Y Auto Perfume, họ là cái Dior Sauvage chẳng hạn, cho nên là nó hơi đi theo hướng blue fragrance nên họ không ưng ý lắm. Lúc mà dry down khi mà xuống mùi rồi thì nó có một tí gọi là cái ADN của cái chai dòng Lenoir thôi. Tóm lại thì cả ba em này họ thấy đều rất là nịnh mũi, cực kỳ nịnh mũi luôn, rất là dễ dùng, có thể như họ nói ha, sử dụng bất cứ đâu, đi làm, đi chơi, đi hẹn hò. Về độ bám tỏa thì họ thích em EDT nhất, thì em nói là bám kém nhất. Nói chung là ông trời không có cho mình thứ gì mình mong muốn hết trơn á. Đó, mùa này họ thích nhất thì lại là bám kém nhất, tầm khoảng đâu 2-3 tiếng. Nhưng còn cái phiên bản tốt nhất trên da họ thì sẽ là phiên bản EDP, là tắm lên được tới 4-5 tiếng á. Còn bám tỏa thì cả ba em, còn tỏa mùi á thì cả ba em đều tầm khoảng một cánh tay thôi, nói chung khá là nhẹ nhàng, gần gũi. Và tóm gọn lại á, thì Hào highly, đều highly recommend 5 chai này cho tất cả mọi người, bởi vì thật sự là mỗi chai đều có một cái vibe rất là khác nhau, một cái kiểu cái màu sắc riêng á. Nếu mà mọi người đang tìm kiếm một cái chai nước hoa để mà sử dụng hàng ngày, đi làm hoặc là đi hẹn hò, nói chung là đi bất cứ đâu để có sử dụng được, thì mọi người có thể sử dụng 3M Lenoir này. Đây phiên bản EDT, EDP và Extreme đều rất là ok, nhưng mà họ sẽ nhỉnh hơn về 2 em này ha. Và nếu mà mọi người đang tìm kiếm một cái mùi hương để sử dụng nó có cái vibe nó ấm áp cho những cái ngày mưa chiu chiu lạnh lạnh á, thì mọi người sẽ có chai EDT, phiên bản Fohim EDT ha, không có ở đây, họ sẽ để hình ở đây ha. Và cái cuối cùng, nếu mà mọi người đang tìm kiếm một cái mùi hương có base là iris hương hoa và cái mùi xạ hương nữa, nhưng mà nó hơi đứng đắn trưởng thành, một cái vibe hơi daddy một tí á, thì họ có phiên bản EDP màu nâu này đây nha. Và tất cả mọi người, những ai mà quan tâm đến những sản phẩm trên á, thì họ sẽ để những đường link bên dưới dẫn đến website của namofilm.net nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí của Namofilm TV để được đón xem các video hấp dẫn lần sau. Và đây là Hào Gaga, xin hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo. Bye bye.